Chỉ có một trong hai người nữ ở Hải Phòng về từ Campuchia dương tính với SARS-CoV-2 là khẳng định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vào sáng 26 tháng 3 năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, sau khi phát hiện hai ca nghi nhiễm COVID-19 cộng đồng đang lưu trú tại khách sạn Paris ở quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng là phụ nữ 26 tuổi ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng và một phụ nữ 25 tuổi ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Sở Y tế Hải Phòng đã đưa hai người này về Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm khẳng định chỉ có người 25 tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 19 F1 của hai người này đều đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó vào chiều 24 tháng 3, hai người này đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng khám và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 25 tháng 3. Ngay tối 25 tháng 3, Sở Y tế Hải Phòng đã phong tỏa bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, khách sạn Paris, một nhà nghỉ tại huyện Kiến Thủy và nhà mẹ đẻ của người 26 tuổi và nhà lái xe taxi chở hai người đi bệnh viện. Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố Hải Phòng cho biết, ngay trong đêm 25 tháng 3, đơn vị này đã phát đi thông báo tìm kiếm những người đã tiếp xúc với hai người này. Sở Y tế thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu những người có mặt trên chuyến bay VJ458 từ sân bay Phú Quốc ra sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 12 giờ 15 phút ngày 22 tháng 3, những người đến khách sạn Paris ở số 2, C8A, Lê Hồng Phong ở phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày từ 23 đến 25 tháng 3 cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp hoặc liên hệ qua các số điện thoại là đường dây nóng của Sở Y tế 0978 789 499. 0902 210 218 và 0912 498 366. Qua điều tra dịch tễ, đêm 21 tháng 3, hai phụ nữ đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng tàu biển. Ngày 22 tháng 3, hai ngày này về đến Phú Quốc và ở tại khách sạn Khoa Thư trên đường Nguyễn Văn Cử. Đến 10 giờ ngày 22 tháng 3, cả hai bay từ Phú Quốc về Hà Nội trên chuyến bay VJ 458. 15 giờ cùng ngày, hai người đi taxi từ sân bay Nội Bài về huyện Kiến Thủy, thành phố Hải Phòng, tại nhà của người nữ 26 tuổi ở xã Đại Hợp. Hai người có gặp mẹ, em gái và bạn của em gái. Đến 20 giờ ngày 23 tháng 3, cả hai ra khách sạn Paris ở. Chiều 24 tháng 3, cả hai người thấy mệt nên đi khám bệnh ở bệnh viện Vinmec quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.